Thưa quý vị và các bạn, đối với xã nông thôn mới thì tiêu chí thu nhập là hơn 51 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí này đòi hỏi phải cao hơn một mức, đó là 64 triệu đồng một năm trở lên. Thời gian qua, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp và đến nay thu nhập bình quân đầu người của địa phương đã vượt so với mục tiêu đề ra. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua xã Khánh Thủy đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất trên tất cả các lĩnh vực, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất với mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh. Đến nay toàn bộ các khâu từ làm đất, cấy lúa, thu hoạch đã được ứng dụng cơ giới hóa. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng của xã cũng từng bước được cứng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất. Đến nay đã đạt 130 triệu đồng một hecta một năm. Chúng tôi đã lên một cái đề án và quy hoạch vùng sản xuất theo lúa hữu cơ, là đưa cái giống lúa ST25 vào sản xuất cùng với cái công ty trách nhiệm hữu hạn gạo sạch Toàn Xuân ở Y Yên, Nam Định. Thì chúng tôi đang quy hoạch cái vùng này là nó tầm cỡ độ khoảng 15 hecta. Đấy, là ngay từ vụ này là chúng tôi đã đưa vào cái hướng là sản xuất, là cấy và chăm sóc theo cái hướng hữu cơ để ra cái sản phẩm nó có một cái chất lượng dinh dưỡng rất là tốt. Hai nữa là đảm bảo cho cái thị trường trong nước và đặc biệt là cái thị trường xuất khẩu ra nước ngoài theo cái công nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Xuân. Đấy, thì mục tiêu của chúng tôi là vụ mùa năm 2022 là đưa vào sản xuất là 50 hecta và đến năm 2023 là sẽ đưa vào sản xuất cỡ khoảng 200 hecta, là gần như là để tạo ra cái sản phẩm chủ lực đấy cho xã Khánh Thủy. Ngoài cây lúa, trong thời gian qua, Khánh Thủy cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển theo các mô hình kinh tế hộ, kinh tế gia trại, trang trại đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Phạm Văn Lễ ở xóm 1 với tổng diện tích hơn 2.000 m². Ông đã tiến hành nuôi tôm, cá các loại. Mỗi năm mô hình này mang lại thu nhập cho gia đình ông từ 200 đến 300 triệu đồng sau khi đã trừ mọi chi phí. Từ khi dồn điền đổi thửa đến nay thì xã với lại huyện tức là quy hoạch lại để dồn điền đổi thửa. Thì chúng tôi tức là trong gia đình thì có hai lô, một lô ở đây và một lô ở nơi xa. Thì chúng tôi lấy cái lô này để gần nhà để chúng tôi cải tạo để vượt lập lên để làm kinh tế trang trại chăn nuôi. Nó phải gấp 4 gấp 5 lần cây lúa. Còn đây là mô hình nuôi ba của gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh ở xóm 4. Với diện tích ao hơn 300 m², trước kia nuôi cá nhưng hiệu quả không cao. Năm 2018, ông đã tìm hiểu và mạnh dạn chuyển sang nuôi ba. Ông Khánh cho biết nuôi ba cần chú ý xử lý môi trường ao nuôi tốt. Việc đầu tư cho con nuôi này cũng không mấy tốn kém, các hộ dân chỉ cần có diện tích ao và vốn ban đầu khoảng hơn chục triệu đồng là có thể phát triển mô hình. Ngoài cung cấp ba thịt cho thị trường, gia đình ông Khánh còn bán cả ba giống phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng. Tôi thấy là nuôi nó có hiệu quả kinh tế nó cao hơn các loại con vật nuôi khác. Thì tôi cũng đã vận động anh em ở trong xã, cũng có mấy trường hợp là họ cũng đã lấy giống về họ nuôi, họ đang phát triển thì nó cũng thấy có hiệu quả. Con vật nuôi này nó cũng nuôi thì nó rẻ, mà thức ăn của nó thì bình thường đơn giản thôi. Đối với người dân thì khả năng ai cũng làm được. Hiện nay trên địa bàn xã Khánh Thủy có khoảng 90 hộ nông dân có mô hình chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả với thu nhập hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Các điển hình xuất hiện trên tất cả các lĩnh vực từ chăn nuôi, trồng trọt đến sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống. Để khuyến khích nhân rộng, những năm qua hội nông dân xã đã tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân được vay vốn mua sắm các trang thiết bị, mở rộng sản xuất, tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, qua đó thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã mở những hội nghị về phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật nuôi trồng thả thủy sản, hỗ trợ cho bà con vay vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của xã, của tỉnh, của huyện. Từ đó thì bà con nông dân đã
phát triển cải tạo các mô hình của mình và đã cho thu nhập kinh tế hiệu quả rất là cao ạ. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của địa phương. Ngoài những ngành nghề phụ như đan lát, nghề mộc, những năm qua, xã cũng đã thu hút được một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc đầu tư tại địa bàn. Đó là công ty cổ phần Yên Thành, hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm, công ty xuất sang Hàn Quốc 1,5 triệu sản phẩm. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo việc làm đầy đủ cho công nhân lao động. Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, công ty còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, thành lập tổ chức công đoàn, chi đoàn, giúp người lao động có điều kiện tham gia các phong trào, khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, gắn bó với doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Trước kia tôi có vào những cái khu công nghiệp lớn như thành phố Hồ Chí Minh làm việc, cũng xa nhà, xa quê hương. Bây giờ được cái quê hương phát triển, được cái về trên quê hương mình làm việc, rồi đi lại mọi cái nó thuận tiện, rồi có công việc làm việc cho mọi tất cả anh em, tôi thấy là rất là tốt, phù hợp với cái sức khỏe người lao động, và thấy là nó không có cái gì nó nặng nhọc. Cùng với mở rộng đối tác, mở rộng phân xưởng, công ty cổ phần Yên Thành đang chú trọng đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng và nâng cao thu nhập, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng hái tham gia lao động sản xuất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống công nhân. Trong thời gian tới thì chúng tôi, công ty cổ phần Yên Thành, chúng tôi hiện tại cũng đang mở thêm hai xưởng, đó là một xưởng thêu và một xưởng giặt, thì cũng đã từng bước đi vào hoạt động để tạo thêm điều kiện cho tất cả anh chị em công bà con trong địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Khánh Thủy đạt 65 triệu đồng một người một năm. Thu nhập là một trong những tiêu chí khó, khi đã đạt được rồi thì cần phải có biện pháp để duy trì và nâng cao. Chính vì vậy, thời gian tới, cùng với sự quan tâm của nhà nước, các cấp, các ngành, Khánh Thủy cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn. Xã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về mặt bằng, phát triển hệ thống giao thông. Trong nông nghiệp, tiếp tục hướng tới phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp dịch vụ gắn với hình thức bao tiêu sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Quan trọng nhất đầu tiên là đầu vào, sau đó là người dân thì sẽ cái đầu ra, thì chúng tôi đã liên hệ đến, nhất là về những các mô hình về chăn nuôi thủy sản thì chúng tôi đã liên hệ rất là nhiều những cái, ví dụ như cái chỗ cung cấp như nhà hàng với hai cái khu mà cung cấp rau củ quả sạch, hay là những cái cửa hàng để làm sao đảm bảo cho khi người dân đã có cái sản phẩm để mà cái tiêu thụ một cách tốt nhất. Thu nhập của người dân ngày một tăng cao đã tác động mạnh mẽ tới việc triển khai thực hiện các tiêu chí khác. Người dân có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, đóng góp xây dựng các công trình. Nông thôn mới hiện đại đầy sức sống đang dần hiện hữu. Người dân nơi đây phấn khởi tự hào, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, xác định kiến tạo nên những không gian nông thôn đáng sống là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thành công mục tiêu nâng cao đời sống của người dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở địa phương. Những năm qua, các thôn xóm trên địa bàn xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đã tích cực vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng cảnh quan môi trường. Thôn Yên Cư 4 là một trong những đơn vị điển hình như thế. Những con đường ở thôn Yên Cư 4 lúc nào cũng sạch sẽ, khang trang, ngập tràn sắc màu của các loại hoa, màu xanh của cây cối. Để có được kết quả này, ngay sau khi có chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đã tiến hành quy hoạch, lên ý tưởng xây dựng kiến tạo nên một không gian làng quê tươi đẹp. Trong đó, đối với mỗi con đường sẽ được lựa chọn loại hoa, cây xanh cho phù hợp. Đối với những bức tường của các hộ dân, tùy vào kích cỡ để thiết kế những hình ảnh sinh động và ý nghĩa. Nhân dân là
đồng tình là vào cuộc và cái được sự nhiệt tình và trách nhiệm của những ông bà trong ban phát triển thôn là xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu, nên là trong vòng 3 tháng trời là huyện về kiểm tra, lần các đoàn về kiểm tra, cứ lần này về lần sau thì thấy là thôn là nó sẽ đổi khác một cách rõ rệt. Các đoàn là cũng rất là phấn khởi, là cũng là đánh giá là một trong những các thôn mà đứng ở các top đầu về hoàn thành các tiêu chí nhanh và là theo cái chuẩn của cái quy định của nông thôn mới là đề ra. Ngoài khu trung tâm và những tuyến giao thông chính, người dân nơi đây còn tận dụng mọi không gian để trang trí. Thôn đã vận động người dân đóng góp mua 100 bình gốm gắn trên các bức tường trước cổng của các hộ gia đình và lựa chọn loại hoa trồng chủ yếu là hoa mười giờ, hoa sam. Ngoài ra, chi hội phụ nữ thôn còn tận dụng những chai lọ nhựa để tạo ra những giỏ hoa xinh xắn treo tường. Cách làm sáng tạo này không chỉ tận dụng được mọi không gian mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Những người mà nếu mà có công đi làm thì là đi làm, còn chị em nào mà không đi làm được thì là người ta ủng hộ tiền để nước non cho các chị em, hoặc là thí dụ mà ở nhà người ta mà có những cái cây hoa cây cảnh gì thì người ta cho để mang ra để cho các chị em để trồng thêm và cho nó có cây nọ cây kia cho nó có đủ màu sắc, nhìn thấy thôn xóm là cũng đổi mới, là cũng mọi đường bê tông rồi đường hoa đường cây là của thôn xóm rất là đẹp và sạch. Mà nói chung là ở đây các chị em cũng chăm sóc lắm, một tháng cũng hai lần để ra giỏ cỏ rồi là chăm cắt tỉa. Trong khuôn viên của mỗi gia đình, người dân cũng thiết kế cho mình không gian sống xanh sạch đẹp. Những khoảng sân rộng được bố trí những chậu hoa, cây cảnh, những khu vườn được quy hoạch gọn gàng. Trong sân vườn thì mình thích nhất là cây xanh, rồi đến cây hoa giấy, gì hoa hồng. Tốn thì nó cũng không tốn lắm, nhưng mà chỉ có là cái thời gian để phải chăm sóc đến nó thì nó mới đẹp được. Bởi vì nó cây thì hoa thì nó cần chăm sóc. Đến giờ thì mình cũng tự hào là cái không gian cảnh quan gia đình nhà mình là cũng được toại nguyện, và ước vọng của mình là cũng đến giờ phút này là mình cũng thấy hài lòng với cái sự chăm món của mình. Những năm qua, thôn Yên Cư 4 đã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như đường giao thông, nhà văn hóa. Giờ đây người dân có nơi để hội họp vui chơi rèn luyện thể thao. Thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, tình làng nghĩa xóm cũng được thắt chặt hơn. Tối đến sân chơi này là cứ sáng rực cả, các bà, các mẹ, các chị, rồi các em học sinh, rồi các cháu nhi đồng ra đầy đủ, đầy sân để tập tành rồi là vui chơi. Tôi thấy là cái cuộc sống của cái nông thôn mới của cái xóm 4 này là nó thay đổi hoàn toàn, mà tôi mong rằng là từ nay về sau thì nó sẽ thay đổi nhiều hơn nữa. Cán bộ và nhân dân thôn Yên Cư 4 rất vinh dự tự hào khi thôn vừa được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Không bằng lòng với kết quả đạt được, người dân nơi đây tiếp tục cùng nhau đóng góp tiền của công sức để ngày càng nối dài hơn những tuyến đường hoa, những con đường bích họa và thêm nhiều những ngôi nhà khang trang rực rỡ sắc hoa. Những hình ảnh tươi đẹp của vùng quê Yên Cư 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đã khép lại chương trình xây dựng nông thôn mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.